Có rất nhiều bác comment và hỏi tôi rằng là hãy chỉ cho cái cách nào để chữa cái việc là đau họng, viêm họng, ho có đờm. Và thưa quý cô bác chị thì trong video này sẽ giải đáp đến cho quý cô bác chị những cái phương pháp giúp cho cơ thể chúng ta tự chữa lành cái việc đau họng, viêm họng các bác nhé. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Và trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị cái phương pháp để chúng ta có thể biết cách áp dụng chữa cái vấn đề về viêm họng, đau họng và ho có đờm, đờm ở họng. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì quý cô bác anh chị có thể thấy rằng là cái việc đau họng của chúng ta ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Đầu tiên là nếu như quý cô bác anh chị bị đau họng, viêm họng á, các bác sẽ thấy là chúng ta bị mất ngủ này, đúng không ạ? Cái việc ăn uống của chúng ta không ngon này, và từ đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể hết cái triệu chứng đau họng một cách nhanh chóng? Và đặc biệt quý cô anh chị có thể thấy rằng á, là cái vấn đề bị viêm họng mãn tính, viêm họng lâu ngày ấy, nó là cái căn nguyên dẫn đến cái vấn đề ung thư vòng họng. Và đây là một trong những căn bệnh mà rất nhiều người, phải nói là chiếm một số lượng rất là lớn, với những người bị viêm họng, đau họng mãn tính trở thành bị ung thư vòng họng. Và đây cũng chính là cái căn bệnh mà cướp đi rất nhiều sinh mạng, đúng không các bác? Vậy thì cái việc mà chúng ta chăm sóc vào cái vòm họng của chúng ta và làm cho cái họng của chúng ta nó được khỏe, được sạch là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và cấp bách để chúng ta cần phải quan tâm đến nó các bác ạ. Vậy thì nếu như bác nào đang gặp những cái tình trạng đau họng, viêm họng và thường xuyên bị viêm họng hạt cũng như là đau họng mãn tính thì các bác hãy xem thật kỹ video này để biết cái cách chúng ta có thể chữa và giúp cho cơ thể chúng ta tự đẩy lùi căn bệnh đó một cách nhanh chóng nhất các bác nhé. Và rất nhiều người bị nhưng chúng ta không hề biết và sử dụng rất nhiều thuốc tây nhưng cũng không đem lại hiệu quả cao. Vậy thì mời các bác chúng ta cùng dành ra vài phút, chỉ vài phút thôi, thì các bác có thể nắm trọn vẹn được những cái thông tin về cái cách để chúng ta chữa trị cái vấn đề về họng của chúng ta các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác thì trước tiên tôi xin được chia sẻ đến các bác là thế này. Cái vấn đề đau họng của chúng ta thì hầu hết chúng ta sẽ tìm mọi cách là chữa trực tiếp cái chỗ đó, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không biết rằng là trong đông y ấy, thì họ không chữa trực tiếp vào những chỗ đau đó các bác ạ. Và hầu hết thì mọi người sẽ là sao ạ? Uống kháng sinh, nhưng trong đông y thì họ lại làm ngược lại. Đó là họ sử dụng những cái huyệt, những cái nơi khác để chữa trị cái việc viêm họng của chúng ta bằng trên chính cơ thể của chúng ta. Đó là trong đông y có cái câu là đồng danh thì tương ứng. Vâng, thưa với lại các bác, vậy thì cái họng của chúng ta là nó nằm ở cái gì ạ? Khu vực cổ, đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái thứ mà gọi là cổ thì nó sẽ liên quan đến nhau. Và khi chúng ta bị đau họng á, thì đồng nghĩa rằng là trên cơ thể chúng ta những cái điểm có chữ cổ, cổ tay, cổ chân, cổ ngón tay thì đều có những cái điểm nó sinh huyệt. Và đặc biệt là nếu bác nào tìm được cái điểm sinh huyệt này thật nhanh thì sẽ chữa được cái việc viêm họng của chúng ta thật là hiệu quả các bác ạ. Và trước tiên thì tôi xin được mách đến các bác một trong những cái cách đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ thấy rằng cái cổ tay của chúng ta này, các bác có thấy không ạ? Thì khi chúng ta nắm tay lại như thế này thì trên này được ví như là cái đầu của chúng ta. Và cổ tay thì là đồng danh tương ứng, đúng không ạ? Thì cổ tay này là chính là cái cổ họng của chúng ta. Vậy thì đằng trước là cổ họng, đằng sau sẽ là vai gáy. Vậy thì nếu như bác nào mà đau vai gáy thì chúng ta có thể chà đằng này các bác nhé. Và sẽ thấy được cái điểm đau ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ chà vào. Thế thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái địa điểm để chúng ta có thể chữa cái việc họng. Nên là chúng tôi sẽ không tập trung vào những cái vấn đề khác mà tôi sẽ tập trung vào những cái vấn đề về họng. Vậy thì chúng ta sẽ để ý cái khu vực cổ của chúng ta này, cổ tay này. Các bác sẽ chà như này này. Chà lên, chà ba đường các bác nhé. Đây này và đây này. Thì các bác sẽ thấy có cái điểm đau. Nếu như chúng ta bị viêm họng thì chúng ta sẽ thấy có điểm đau. Và hầu như ấy, thì là nam thì thường ở tay trái và nữ thì thường ở tay phải. Tuy nhiên là cũng không nhất thiết là như vậy. Các bác phải chà cả hai tay. Thì chúng ta chà như này và chúng ta sẽ thấy cái điểm đau á. Thì chỗ nào có điểm đau á thì các bác sẽ bấm vào các bác dây như này. Đó, có dây như vậy thì cái cổ họng của các bác sẽ được kích thích và nó sẽ chữa lành. Các bác dây là quy tắc dây là tôi xin được chia sẻ với các bác là chúng ta dây 7 lần. Ví dụ này, 1 2 3 4 5 6 7 là 7 lần các bác nhé. Sau đó ta dừng vài giây, chúng ta lại tiếp tục dây 7 lần nữa là 14 lần.
nếu như tối đa là chúng ta vay dây 3 lần, 3 lần 7 là 21 lần. Và tôi cũng đã chia sẻ đến các bác, và có rất nhiều bác là sau khi xem video là vẫn comment lại hỏi là dây 21 lần một đợt hay là chỉ cả một ngày chúng ta vay dây có 21 lần thôi. Thì tôi xin được chia sẻ đến các bác là một đợt của chúng ta vay dây là 21 lần, nhưng mỗi một lần dây là 7 lần, 7 nhát dây, sau đó ta dừng. Sau đó thì ta mới lại tiếp tục dây liền 7 nhát nữa và 7 nhát nữa. Đó, như vậy thì một ngày ta chia ra dây 3 lần các bác nhé. Thì trước tiên ta tìm ở cổ tay trái, sau đó tìm cổ tay phải các bác nhé. Sau đó tìm cổ tay phải. Và các bác ạ, trên cái ngón tay này ấy, ngón tay giữa của chúng ta này, họ cũng tương ứng với lại cái thân người chúng ta. Đây thì nó là đầu ngón tay, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ có cổ là ở cái đoạn này. Các bác sẽ chà vào đây. Ở đoạn này á, thì các bác sẽ dùng cái móng tay của chúng ta này, ta chà này, thấy có điểm đau. Những cái người bị viêm họng, đau họng á, thì cổ họng của chúng ta có vấn đề á, thì tất cả những cái điểm này sẽ có cái điểm nó có vấn đề. Và chúng ta sờ vào sẽ thấy nó đau ngay các bác ạ. Sờ vào sẽ thấy điểm đau ngay, cái điểm sinh huyệt đó ngay. Thì chúng ta sẽ chà ở chỗ những cái đầu cổ ngón tay này. Và chúng ta chà cả, các bác nhá, ta chà cả xem là cái chỗ nào là cái chỗ điểm đau. Đó, thì nếu như chỗ nào có điểm đau thì ta sẽ xay vào như vậy. Thì khi mà các bác tìm thấy điểm đau là nó sẽ giữ sữa chữa được cho các bác rất là nhanh. Đó, nhớ là các bác làm cả hai tay các bác nhé. Và một trong những cái điểm cũng rất là quan trọng nữa, đó là ở phần cổ chân. Vâng, và thưa với lại các bác, thì nếu như các bác có thể thấy rằng là với chúng ta thường đây là đầu ngón chân, đúng không ạ? Vậy thì đầu ở đây thì vai gáy nó sẽ nằm ở đây và cái cổ nó nằm ở đây. Vậy thì các bác sẽ sử dụng sờ dưới cái phần cổ của ngón chân này. Các bác sẽ thấy là nếu như có điểm đau thì chính xác đây là cái điểm mà chúng ta để sinh huyệt để chúng ta chữa cái việc vai cổ gáy của chúng ta. Và nếu như không có thì các bác cũng sử dụng, đó là chúng ta cũng sẽ day hết những cái điểm mà có liên quan đến cổ như này. Và tôi tin chắc rằng các bác sẽ làm điều này là sẽ chữa rất là nhanh, mau lành cái việc viêm họng của các bác, viêm có đờm cũng sẽ hết các bác nhé. Tiếp nữa thì các bác có thể thấy rằng nếu như chúng ta nghĩ đây là đầu thì đây cũng sẽ là đầu, đúng không ạ? Vậy thì cái phần cổ của chúng ta nó nằm ở đây này các bác này. Đó, các bác lưu ý nhé, cái phần cổ nó nằm ở đây và chúng ta sẽ nắn ở đây và miết ở đây. Đó, dây ở đây các bác nhá, dây ở đây và tìm ra cái điểm mà chúng ta để thấy nó sinh huyệt để chúng ta có thể chữa lành cái việc cổ của chúng ta. Đó, các bác nhớ là chúng ta sẽ làm cả hai chân. Và thưa với lại các bác ấy, thì có những người sẽ tìm thấy là ở cổ tay hay ở những cái ngón tay, nhưng cũng có người tìm thấy ở cổ chân, và cũng có người tìm thấy không phải ở cổ chân mà là ở gáy, ở cái bụng đằng sau của chân này, cái đầu gối. Các bác có thể thấy là đầu gối của chúng ta thì gọi là đầu, đúng không ạ? Vậy thì đầu thì sẽ có cổ, đúng không ạ? Vậy thì cổ nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nằm sẽ nằm ở đây. Vậy thì các bác sẽ chờ sờ ở phần này này, phần này đằng trước này hoặc là đằng sau này, sờ bất cứ chỗ nào mà có liên quan đến đầu của cổ thì bác sẽ thấy rằng nếu như nó có chỗ điểm đau đó thì các bác day vào. Và thưa với các bác, thì nếu như bác tìm được những cái điểm đó thì sẽ rất là nhanh chóng để chúng ta chữa được cái việc đau họng, viêm họng. Và trên đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ đến các bác thêm một trong những cái phương pháp để chữa trong và chữa ngoài. Có nghĩa là khi chữa ngoài là bằng cái cách là chúng ta sử dụng những cái loại hoa củ quả xung quanh chúng ta để chữa trực tiếp cái điểm viêm đấy. Vậy thì cái cách này chữa như thế nào, tôi xin được chia sẻ với các bác. Đó là các bác có thể sử dụng quả quất hoặc quả chanh. Đó. Nhưng các bác hãy sử dụng là quả non các bác nhé. Chanh hoặc quất non thì các bác dùng với lại mật ong. Các bác nhớ này, một quả quất hoặc một quả chanh, hai ba quả nữa. Quả non thì to thì to bằng ngón tay chẳng hạn. Quả to hơn thì to nhất bằng ngón tay cái. Đó, các bác đập dập nó ra. Đập dập ra, nhớ là các bác phải giữ lại cả nước. Đập dập, đập cả cái hột, cái phần đắng của cái quả chanh của quất nó là cái hột, và cái hột đấy mới chính là những cái điểm gọi là sinh ra gọi là kháng sinh. Vậy thì các bác sẽ đập cái hột đó ra và ta đổ một chút mật ong vào rồi đặt vào nồi cơm hấp. Khi nấu cơm ấy, ta đặt vào trong nồi cơm ta hấp. Hấp sau khi mà hấp cơm chín xong thì chúng ta nhấc cái bát này ra, chờ nó nguội nguội một chút là ta uống. Mỗi lần ta nhấp một xìa, ngậm cổ nuốt từ từ. À, thì thưa với các bác, đây cũng là một trong những cách để chữa bên ngoài, chữa trực tiếp vào chỗ đau và chống cho cái việc là kháng sinh cho làm lành. Ấy. Thế còn với những cái bác nào viêm họng hạt, viêm họng quanh năm thì các bác chỉ có thể chỉ sử dụng bằng cái cách là day huyệt, thì tôi khẳng định với các bác là nó sẽ hết hết
được hoàn toàn. Còn những người viêm họng hạt mà sử dụng bằng những phương pháp kia thì rất là khó. Chỉ những cái người mà do cái việc là lạnh hoặc là chúng ta bị cái gì đó ta ho viêm họng thì ra sử dụng bằng cái loại hoa quả, chanh, quả quất để chúng ta làm cái cách đó thì cũng có hiệu quả. Thứ hai là các bác có thể sử dụng đó là hoa đu đủ các bác. Hoa đu đủ là một trong những cái loại cũng là kháng sinh tự nhiên rất là đắng, thì cũng ngâm với mật ong, chúng ta cũng sử dụng với mật ong và cũng làm những cái phương pháp giống như là tôi vừa chia sẻ với các bác làm bằng chanh quất ấy, thì chúng ta cũng cho một nồi cơm ta hấp với mật ong thì các bác uống cũng là một trong những cách sẽ rất hiệu quả giúp được các bác cái chữa cái chứng viêm họng này. Các bác nhớ nhá, hãy sử dụng bằng cái phương pháp là dày huyệt giúp cho cơ thể chúng ta tự chữa lành. Thứ hai là sử dụng những cái loại nguyên vật liệu có sẵn trong nhà chúng ta mà lại đem lại những cái hiệu quả rất là cao và không có cái tác dụng phụ gì. Đấy là một trong những cái điều rất tuyệt vời đúng không các bác? Và thưa với lại các bác thì nếu như các bác cảm thấy rằng đây là video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, đừng quên là hãy chia sẻ nó và nhớ là hãy giữ nút đăng ký và nút chuông vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.